Chào các bác nhá, em sẽ bốc phốt Việt Bắc ca. Đây các bác này, có một bạn ấy comment ở trên YouTube, bạn có nói là như này nhá. Mọi người mua xe nên xem kỹ, hôm mùng 9 em mua xe về phát hiện sàn có đầy nước. Hôm sau em mang xe lên trả thì bị trừ 10 triệu. Đấy, em bảo ông Cường giải thích hộ, ông xóa mất comment của em và không nói gì. Ông Cường đã không nể mặt thì video nào ở đây của ông tôi cũng vào nói. Ở đây là bạn thổ địa bất động sản Bắc Ninh. Và bạn này thì bạn có số điện thoại đàng hoàng đâu? Bất động sản. Đây, đây nha, hôm qua là em số điện thoại nước điệp nha. Đây đây, rõ ràng. Rồi rồi rồi, em nói đi. Là hôm qua em đọc được, đây là anh chụp, anh thấy em chụp lúc mấy giờ đây? Đây chụp ảnh màn hình nhá. Lúc 2 giờ đêm. 1 giờ 53 phút. Lúc 2 giờ đêm. Đây rồi. Em chụp ảnh màn hình này các bác này. Rồi. Nhưng mà sáng nay tìm sáng nay tìm không thấy rồi mà bọn em không xóa nhá. Thề, em thề với các bác luôn, trên có trời dưới đất, dưới con gái em này không xóa động chạm như thế này nhá. Đấy. Đây. Mọi người mua rồi, xe cái đấy, anh đọc rồi. Rồi ok nhá. Bây giờ đang em đang đi như thế này là kiểu này là có thể là ghen ăn tức ở nhau đấy và tạo dư luận xấu rồi. Rồi được rồi, bây giờ bây giờ mình sẽ dùng nhờ em Hùng kia. Đây em mới dùng một số điện thoại khác. Có một bác comment ở bên cái clip của anh hôm qua anh chưa kịp đọc. Bác anh trừ chưa 10 đọc. Triệu đúng không? Bác giải thích vụ. Đấy, anh có trả lời rồi. Vụ anh sàn xe ngập nước trả bác 10 triệu mình bỏ quái. Cái vụ này là anh có nhớ là đợt trước cái con Aveo trắng là nó bị hở cái gioăng. Nhưng mà anh không nghĩ là bán đi Bắc Ninh mình có bán đi Bắc Ninh đâu. Mới lại có bán đi ấy đâu. Mới bán đi Hải Dương. Bán đi Hải Dương, cái khách đấy là cái gì Hải Dương ấy nhỉ? Năm sách cái Chí Linh Hải Dương. Đại khái là con đấy không có phản hồi gì. Cái con đấy là nó bị hỏng cái gioăng và mưa nó bị dốc nước vào sàn là có. Em có kêu con trả lời bạn này rồi. Thế tuy nhiên bây giờ cái kịch bản tiếp theo sẽ là như thế này nhá. Mà mùng 9 và mùng 9 tức là mùng 9 âm. Thôi được rồi, cái đấy tí gọi điện cho nó biết ngay, được chưa? Em Hùng sẽ dùng một số điện thoại khác hoàn toàn luôn. Đấy, gọi cho cái số điện thoại có kênh YouTube như thế này. Và nói với nó là em giả vờ là người mua xe cho anh. Đây. Em giả người vờ là người cọc xe. Hiểu chưa? Em hiểu ý anh không? Giả vờ là người cọc xe, sau đó là gọi điện bảo là cái bọn thằng em mới đặt cọc con xe này của con Cerato hôm qua đi, hiểu chưa? Con Cerato hôm qua đi. Đấy, nhưng mà em đọc được comment của anh sáng nay em hoang mang quá, anh giúp em xem là nội dung nó như thế nào. Em thấy cái bọn này làm ăn có lẽ là vớ vẩn, đại khái là em cứ nói láo cho Việt Bắc ca vào, hiểu chưa? Đấy. Đây nhá. Anh bảo nhá. Thử hỏi họ tên là cái gì này. Hôm qua anh tìm cái số điện thoại này là không có Zalo. Đây nha, anh đọc luôn này. Em cứ ngồi đấy. Đây các bác này. Đấy, tức là em vào phải vào cái kênh này này. Đấy, phải vào cái kênh này thì mới có này số này. Đây các bác nhìn rõ số đây nhá. Không lúc họ sửa phát số là hỏng. Đấy, em chụp lại màn hình ở đây. Đây cái kênh thổ địa bất động sản này. Đây có số điện thoại. Được chưa? Thì không số em sẽ dùng cái số điện thoại khác, được chưa? Xong em cứ trao đổi cho nghe hết nội dung, xong rồi lúc bảo là xong giờ lúc đấy anh sẽ cầm điện thoại anh nói với nó xem nó có thế nào, nó có cúp quyết gì không. Đọc số nhá 0961 389 586. Xong có để sát ở đây máy quay không là không rõ không? Đây quay rồi. Đang gọi nhá. Em bấm live stream. Alo ạ. Vâng, em chào anh. Hôm trước hôm qua em có xem ở trên cái kênh của mấy ông Việt Bắc ấy. Thì em thấy có comment của anh ấy. Em thì mới cọc một con xe ở đây thì không biết cái vụ việc đấy như nào nhỉ? Anh có thể nói rõ cho em được không? Bởi vì em mới cọc con xe ô tô ở đây ấy. Thì cũng đang hơi hoang mang ấy. Nó như này mình. Hôm mình xem video mình theo ngày rõ thì lâu lắm rồi. Tức là bây giờ thì việc thì nó vẫn chưa phải là rõ ràng, vẫn chưa biết được là đấy có phải cửa hàng của ông hay không. Nhưng mà mình lấy số điện thoại trên đấy, ép Zalo và nhắn tin, bạn hiểu không? Dạ. Thì tha cho địa chỉ là lên trên đấy, thì mình nghĩ đây là một cái cơ sở 2 của ông ấy ở trên Thái Nguyên. À. Đấy, thì còn đây là ô tô cũ Việt Bắc. Ô tô của Việt Bắc. Vâng. Ô tô của Việt Bắc. Thì tức là cũng có anh em hỏi là ông ơi hay là ông nhầm rồi, bởi vì ông ấy chỉ có một cửa hàng ở trên đấy thôi mà của ông ấy làm. Thì đấy thật là vô lý thật, bởi vì chính tôi lấy số điện thoại ở trên clip tôi ép Zalo.
thì mới vào nói chuyện nhắn tin được chứ. Thì sau đó là tôi lên lên trên đấy phụ xe, tôi phụ đỡ, tôi xem xe luôn. Tôi xem mở bút ra cái trong bút đầy nước. À. Không biết là nước ở đâu vào mà chính tay tôi cậy thì nó không thu ra để cái nước chảy. Tôi gọi anh nhân ra nhưng mà đây cái nào lọt vào. Ok. Nhưng mà mang một con xe ra cửa hàng để ở bãi và để bán thì nhất là bích hết nối đi. Mình ra mình thử điều hòa lòng thì nó không chạy. Gạt mưa thì có ống thì tắt ống thì không. Đèn thì cái sáng cái không. Thế sau mình vẫn đồng ý lấy con xe đấy. Thì sau cho đi xử lý nó khoảng tầm 3 chiều ấy, mình mới lấy xe. Lấy được xe mình, vì từ xưa nay ông ấy làm ăn chắc chắn thế mình tin tưởng thì mình không cần thèm lái thử luôn. Là mình trả tiền xong mình về. Mình về đi xe mình cảm giác cái lái của nó ấy, là nếu mà mình giữ im nha, trong tốc độ 60 hay là 40 mình giữ im mình nó hơi giật lái một bên nào. Mình hơi giật lái cả hai bên, không thì giật cũng không. Mà bên lái là có vấn đề kiểu như là bị chất vùng vòng pi hay là cao su thì nó kém hết rồi. Nó đi chán lắm. Anh mua xe anh có gặp ông Cường không? Thế mình không gặp ông Cường. Bạn hiểu không? À. Thì mình không gặp ông Cường, mình bảo là thế sếp cậu đâu? Thì nó bảo sếp em không có nhà, thì nó đi làm rồi. Thế sau anh hỏi là thế bây giờ cái bãi xe này là của sếp và của sếp Cường đúng không? Thì hắn lại bảo là sếp Cường giờ không đầu tư, không làm về cái mảng này nữa mà người khác đầu tư thay sếp Cường rồi. À. Thế thì mình mới bảo vô lý thật, thì tại sao lại lúc thì của ông Cường thì không phải của ông Cường, mình không rõ lắm, bởi vì ông Cường mới lại cái ông anh béo là hai ông ý chắc là nằm chung. Thì mình nghĩ là ông ấy mở 1-2 cơ sở dưới này. Em cũng theo dõi cái kênh này lâu rồi, cũng biết cửa hàng này có mấy ông ấy. Thì anh có gặp được ông béo không? Hay anh làm việc với ai ấy? Thì đấy, mình không gặp được cả hai ông đấy cơ. À. Thế thì cả hai thì mình mới vào kênh của ông Cường và của ông béo để mình hỏi. Mình chỉ hỏi là tại sao khi tôi mang xe về mà xe trong sàn đầy nước, tôi liên hệ lại với lại bên bán thì được người ta bảo là nước đấy là do lọt xuống đèn xuống, mang đi xử lý xong bên em có hỗ trợ hay gì cả. Làm gì vô lý, bây giờ tôi mua xe về tự giờ tôi lại mang xe đi sửa, giờ lại đầy nước trong sàn nữa, tôi không đồng ý. Tôi tả xe, tôi tả xe lên thì nó bảo là bây giờ phương thức của bọn em là xe cố bọn em không nhận lại, mà bây giờ bọn em giải quyết cho một cách là bọn em mua lại. Thế nào rồi mua lại trừ của mình mất 10 triệu, mình cũng bằng lòng, mình ok đi về. Về mình chỉ muốn nhắn tin với ông Cường là hỏi nhân viên nhà mình bên đấy làm ăn như thế có phải không. Thì có 1-2 bạn nhắn tin cho mình là hay là ông mua nhầm cửa hàng rồi. Thì mình mới bảo thế này để tôi về xem lại, chứ bây giờ tôi lấy số Zalo ở trên video tự ép thì tôi mới nhắn tin nói chuyện được. À, anh ơi, thế anh đến mua ở cái cơ sở nào nhỉ? Mua ở đâu nhỉ? Mình mua ở chỗ đường tròn Tân Long. Tân Long Cẩm gì nhỉ? Sơn. Gần chỗ cái đường tròn đấy đúng không anh? Đúng rồi, chính xác cách đấy cũng khoảng 100m thôi đúng không? 100m thôi. Đúng rồi. À. Rồi ok. Ok ok nhé, bạn ơi, bạn tên là gì nhỉ? Dạ. Bạn tên là gì nhỉ? Em là Điệp. À Điệp anh Cường đúng không? Bây giờ mới là anh Cường đây. Vâng, bây rồi. Giờ anh Cường em biết rồi. Rồi thế bây giờ như này nhá, anh trao đổi với em này. Cái thứ nhất là em không nhắn tin Zalo với anh bởi vì số điện thoại không phải số của anh. Cái thứ hai là cái cơ sở em mua không phải của Việt Bắc Ca, thế cho nên là em comment ở trên YouTube Việt Bắc Ca như thế rất ảnh hưởng đến uy tín của Việt Bắc Ca. Việt Bắc Ca chỉ có một cơ sở duy nhất ở đường Việt Bắc thôi. Đấy, bây giờ em comment như vậy, bây giờ các anh em vào bây giờ rất là hoang mang, bảo các ông ấy làm ăn vớ vẩn, bán xe ngập nước các thứ linh tinh, trong khi đó anh không phải là người bán xe cho em.
Anh chắc chắn anh không phải là người bán xe cho em, anh mới bảo là thế cho nên là em mới comment, em bảo là video nào của ông tôi cũng vào tôi comment, mà trong khi đó anh không biết là hôm trước là em xem video của ai thì anh không biết, nhưng anh em lại vào kênh của anh em comment như vậy rất ảnh hưởng. Anh là Việt Bắc Ca, còn Việt Bắc Auto hay Việt Bắc địa chỉ chỗ nào anh không biết, anh chỉ có địa chỉ duy nhất ở 78 đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên chứ không phải ở trên Sơn Cẩm. Đấy, thế cho nên là bây giờ anh có đề nghị. Rồi. Anh để em nói đã. Em rất hiểu anh nói cho nên trước khi em comment của anh em không hề chửi anh hay bất cứ. Rồi, ok, mình ghi nhận. Mình ghi nhận là bạn rất tôn trọng. Tất cả các bạn có hỏi em là làm ăn thế nào kia thì em vẫn nói bảo là cái việc mà làm ăn buôn bán thì mình không có cái gì đồ đấy. Đúng rồi. Cái vấn đề là anh ấy không làm sai, nhưng cái đông nhân viên của anh ấy đã làm sai. Em vào chỉ hỏi là anh ơi, nhân viên của anh làm thế có đúng hay không thôi. Nhưng có người bạn, có bạn lại nói em là ông ơi, hay là ông phải mua nhầm rồi, của cửa hàng rồi. Em bây giờ sẽ hai bạn ạ. Tôi biết rồi, thế để tôi chuyển. Em có chụp lại hàng của cửa hàng mà. Rồi. Trên điện thoại cửa hàng là ô tô cũ Việt Bắc. Rồi. Ừ. Bây giờ Việt Bắc ca cơ. Rồi, ok như này. Bây giờ thì như này, mình biết là bạn có thể không biết trên comment trên kênh của mình, nhưng mình có một cái đề nghị là bạn vào bạn đính chính giúp mình ở trên kênh để anh em đỡ hoang mang với. Mình từ trước giờ bán nói xe nói thật sự là bán rất là xe như nào bán như thế. Bây giờ bạn vào bạn comment như thế thực sự là anh em khán giả thực sự hoang mang luôn đấy. Đấy này, anh xóa comment đấy. Tức là khi mà em đã biết hai cái tiêu đề của nó là khác nhau rồi. Rồi. Đấy thì em bảo là thôi để khoảng tầm 8 đến 9 giờ nay, một sẽ điện cho anh. Trước tiên nếu không phải em sẽ xin lỗi anh trước. Rồi. Sau đấy em sẽ vào kênh của anh. Rồi. Em sẽ xin lại cho anh. Bởi vì em theo dõi anh cách đây ít nhất phải là gần 4 năm rồi. Đấy, em cũng đọc phản ứng của anh. Em bảo vô lý tại sao không có đời nào có chuyện mà anh sẽ mong có xe. Bây giờ hiện tại anh nếu mà anh với... là một người cho anh bán xe đúng không? Một con xe anh biết chiến đấu anh tham gia cửa hàng bán. Rồi. Bây giờ cho anh hỏi một chút nhá. Anh bây giờ anh hỏi một chút này. Thì hiện tại thì anh thấy được rằng là khi mà em comment lên trên đấy, anh không phải là người xóa. Thế nhưng anh không hiểu tại sao là chỉ có thể là chủ comment xóa hoặc là bọn anh xóa. Thế nhưng mà em có xóa comment hay không mà tự nhiên bây giờ nó mất hết, anh không thể đọc được, cộng với là ừ. Cái bài mà cái mà hai hôm ấy. Ừ. Thì là em không xóa. Ừ. Em không xóa và em cũng không đọc được, em tại sao lại mất vào comment đấy. Rồi. Chỉ có một cái em xóa hay là xóa. Đúng rồi. Còn cái anh béo em cũng ok đấy. Ờ. Em xóa bởi vì khi ông nhắn tin ra bảo là anh là ông mua nhầm rồi thì em phải bảo em đọc lại em xem lại. Thì em xem hai hình ảnh nó khác nhau em bảo. Thôi được rồi, bây giờ tốt nhất là em xóa đã không xong ảnh hưởng rồi khác vào người ta xem, xong là em gửi đến anh. Rồi. Thì em bảo đến tầm 8 đến 9 giờ tối. Tháng năm là em bé kiểm thẳng trực tiếp luôn. Rồi, ok. Rồi, ok. Như thế anh ạ. Rồi, ok. Còn em từ trước là anh em mình chưa gặp nhau thật, em ở Bắc Linh nhưng mà. Ừ. Chưa gặp nhau thật nhưng mà em. Thôi được rồi, thì bây giờ anh. Ừ. Thì bây giờ như này, anh biết là có sự hiểu lầm ở đây rồi thì em giúp anh nhá, giúp anh đính chính lại trên kênh, giúp anh là cái thứ nhất. Thế còn cái thứ hai nữa thì thôi anh cũng xin phép là cái đoạn video hay nói chuyện như thế này có ai hỏi hay là anh sẽ up lên cho anh em người ta hiểu, người ta biết hơn nhá. Đấy. Thoải mái. Ừ, rồi. Thì hai em người sai để này em bảo thì em đã nhìn cái tiêu đề nó không rõ và cái bảng quảng cáo của bán xe. Rồi. Rồi. Cái cửa hàng ở đấy tân năm đấy là anh biết đúng không? Thì cơ bản là anh quá biết chứ sao anh không biết. Rồi ok. Thôi rồi bây giờ thì cuộc điện thoại cuộc nói anh em nói chuyện của anh em mình cũng ở đây thôi thì em giúp anh cái đấy là được nhá. Anh cảm ơn nhiều. Vâng, ok, thoải mái anh như tôi anh. Có gì được nhập thưa anh cho em. Rồi, ok. Anh quan sơ thì đã hô cho em một tiếng anh ạ. Ok, anh cảm ơn nhá. Vâng, em chào anh. Đấy các bạn. Đau hết đầu. Tự nhiên việc Bắc Ca bị bốc phốt. Thế mới đau. Đau lại cho em ngủ hôm qua không ngủ được luôn. Mẹ gọi tìm cái số này thì lại không dùng Zalo, hiểu chưa? Không biết là không phải dùng Zalo số nào chứ còn cái tìm cái số này là không có Zalo. Đấy. Tức là em comment em thấy em bảo quái, nếu mà mùng 9 thì không phải, vì là mùng 9 nếu mà mùng 9 âm năm nay ấy
là anh em mình chưa làm vì mình khai xuân từ ngày mùng 10. Đúng rồi. Thì bảo là nếu mà như vậy mà anh với em là hai cái người quản lý cao nhất, mà dưới đấy chỉ mình có một là thằng Hùng này. Ừ. Thằng em, thằng cậu với cả hai là cái thằng Mậu. Ban đầu tưởng hai thằng này bán chui xe. Thì đang bảo bán chui xe nhá, nhưng hôm nay nhá, chỉ phút mốt thôi là hai ông mèo mình xách ba lô đi về luôn. Đừng, không bao giờ có chuyện không bao giờ có chuyện là ngồi lại đây một phút đấy, đấy. Nó thẳng thế. Nhưng mà đấy hôm qua cái này là bạn comment 2 ngày rồi, ngày hôm trước đã comment trên kênh của anh nói rằng là đối với em rất tin tưởng anh nhưng mà hơi thất vọng với nhân viên của anh là mình đấy nghi, sau này bảo là đối với em 10 triệu không là vấn đề đấy, thế nhưng mà mua được cái xe không ưng ý, không nói rõ cũng không mà không mua xe không ưng ý nhưng nên trả lại là mất 10 triệu không phải là quá ảnh hưởng đến tài chính nhưng mà cũng là số tiền khá lớn với vợ chồng em. Nó nhận bạn ấy comment ở trên cái video trước của anh. Thì anh đã thấy nghi nghi rồi, bảo là sao lại đồng chí này thì bảo là quái lạ, chưa hiểu cái gì, có hỏi ở trên đấy nói rằng là cứ thử nói rõ ràng ra xem nào, thì không thấy nói gì. Hôm sau lên comment trên kênh của em, tối hôm qua comment trên kênh tối của em qua mà biết. May là em đi đánh bia nhá, em đi đánh bia tận 1:30 em mới về, thì em mới vào em đọc được em đọc được thì là em mới bỏ quái, sau mình phải chụp ảnh gửi ngay cho Cường, nhưng lúc đấy 2:00 là tôi không gọi. Chứ không là gọi rồi. Rất ảnh hưởng các bác nhé. Ảnh hưởng mà có hàng chục người comment ở bên dưới là ôi trời ơi tưởng thế nào rồi là đang đi tưởng kênh này kia. Mình mới nghĩ bảo nhiều người nhé, bảo em đi xem xe cho 10 triệu hay 15 triệu em còn chưa đi. Tại vì mình làm cái gì là nó phải đúng chuẩn cái nghề đấy, chứ không phải là tiền là mình đã là quan trọng nhất. Đúng là như thế rồi. Thôi được rồi, thì bây giờ là cũng đã giải quyết được cái hiểu lầm của các bác ấy. Mày. Có nghĩa là không phải bọn em. Thế còn bên nào đấy thì các bác xem video hay như nào thì có thể là tự hiểu đúng không? Ok nhá. Em xin phép dừng cái video đây, còn bạn bán livestream thì rất là cái để bán livestream.